Chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh video của mình. Hôm nay mình có cái main board mọi người. Cái main board Gigabyte ha. Đây. Gigabyte. Gigabyte GE-B31 DS Byte là chạy chạy trong hai mọi người sao chạy trong hai 1066 rồi nè chạy hỗ trợ tại con chip 9400 quad core 9400 mình nâng cấp và mình nâng cấp cái port cho mọi người rồi chạy tới chip core quad 4400 chín chín rưỡi chín tư đi chín tư mình này mình G31 mười đó mình G31 rồi ở đây là đang 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 gắn con chip trong đây đang gắn là e không biết thấy nổi không e e 2140 nha đó, e 2140 rồi cái RAM này á cái RAM này là chỉ nhận được 4 GB nha mọi người, 4 GB rồi, mỗi thanh 1 GB, mỗi khe 1 GB. Nói chung tổng tổng cái 4 khe RAM mình tổng dung lượng nhận là tối đa 4 GB đó. Mọi người có thể gắn hai thanh 2 GB hoặc là 4 thanh 1 GB, một thanh 2 GB, 2 thanh 1 GB cũng được, miễn sao cũng 4 GB thôi. Rồi cái nguồn này là sử dụng nguồn 20 pin như 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 pin. Đó, nguồn này sử dụng 24 pin nhưng mà hầu hết bây giờ nguồn bây giờ là 24 pin hết. Rồi cái main này có một cổng gắn main gắn ổ cứng đời cũ à, cổng cáp ADE đó ADE. Rồi ADE. Rồi đây có bốn cổng SATA nha mọi người, bốn cổng SATA. Rồi cái jack này jack cái gắn khoan nè, khoan hệ thống à, khoan hai nè, cái này hai cổng USB trước máy à, hai cổng USB F F USB nè, F và con F USB 1, F USB 2. Rồi rồi cái này có cái jack này, mấy jack này cắm HDD nè, HDD LED, đèn LED, đèn reset, đèn LED, đèn HDD, rồi nút 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 nguồn, nút reset ha, nói cổng này, rồi cái này cổng mềm luôn rồi, cổng dây mềm, dây gắn mềm ha, rồi đây có cái cạc màn hình nha, đặc biệt này cái main này không có cạc màn hình trên main nha mọi người, đó, không có cạc màn hình trên main đâu. Chỉ có cổng 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 in này, cổng LPT này, đó, cổng quang này, đây cổng quang, cổng thanh quang ha, rồi cổng cơm này, rồi hai hai cổng bốn cổng USB, cổng mạng này, cổng âm thanh mấy cái một mình nhận đó, rồi rồi là mình sẽ bắt buộc phải xài cái cạc màn hình trên cái main nha mọi người, mà cái cạc màn hình này lúc nhận lúc không mọi người, mình không biết sao lúc nhận không đó. Rồi còn cái này là cổng nguồn phụ mọi người, nguồn phụ 12V. Rồi về cổng cổng cắm nguồn quạt khoan siêu bút ha. Rồi nguồn khoan nguồn này, nói chung khoan nhiều lắm. Đây là cổng đây cổng F F audio ha, đây cổng F audio, F audio ha, cổng F audio, rồi xong rồi cái này là mình sẽ tặng cho mọi người nha, mọi người có duyên này tặng, có duyên này nhận được thì nhận ha,
Nói chung tình trạng của cái này là chập chờn à, lúc lên lúc không à. Kia tiếng kiếp cũng như không nhận, không nhận cái màn hình vậy đó. Rồi mình sẽ tăng luôn cái này nha, cái miếng sắt này ha, đây sắt của cái màn này luôn nha. Rồi đó, giờ tăng xong rồi, giờ làm cái đó là một cái đó là mình cái bộ gì mình tặng đó. Đó rồi, giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Mọi người cảm ơn mọi người đã đăng ký cái video, đăng ký kênh, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo cũng như kênh YouTube này. Bye bye.